Trước giờ rơi, Huyền My được dự đoán đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 trên sân nhà. Trước thềm đêm chung kết Miss Grand International 2017 tối nay, Huyền My được đánh giá sẽ giành vương miện cao nhất của cuộc thi. Đêm trình diễn bán kết vừa qua của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017, các thí sinh đều nỗ lực hết mình để gây ấn tượng với ban giám khảo qua hai phần thi là trang phục dạ hội và áo tắm. Huyền My nổi trội giữa dàn thí sinh với chiếc đầm lộng lẫy của nhà thiết kế Anh Thư. Không những thế, với phần thi bikini, Á hậu Việt Nam 2014 còn được đánh giá rất cao về độ đạt chuẩn từ thần thái đến thân hình bốc lửa. Trang phục dạ hội của nhà thiết kế Việt đã giúp cho Huyền My tỏa sáng cùng thần thái hút hồn của cô đã ghi điểm với ban giám khảo và khán giả trên khắp thế giới. Trước thềm chung kết sắp diễn ra trên trang chủ của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới đã chính thức tung ra bảng xếp hạng với các hạng mục được đánh giá top 5, top 10 và top 20, đại diện cho nhan sắc Việt Huyền My đã xuất hiện trong danh sách top 5 người đẹp được đánh giá cao nhất và đoạt ngôi Á hậu 2. Không chỉ xuất hiện ở nhiều bảng bình chọn nhan sắc, phía bên Hoa hậu Hòa bình Thế giới cũng dự đoán Huyền My sẽ đoạt ngôi vị cao nhất. Điều này chứng minh chiếc vương miện đang ở rất gần với Huyền My và cô có khả năng trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 trên chính sân nhà. Cận cảnh trang phục dạ hội lộng lẫy mà Huyền My sẽ diện trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới tối nay. Nhà thiết kế Anh Thư tiếp tục là người đo ni đóng giày trang phục dạ hội cho Huyền My để đại diện Việt Nam tỏa sáng trong đêm chung kết. Tối nay 25 tháng 10, đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới sẽ chính thức diễn ra. Trong suốt hành trình tham dự cuộc thi, đại diện Việt Nam, Á hậu Huyền My liên tục khiến cho người hâm mộ nở mày nở mặt với nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng trình diễn thu hút và lối ứng xử thân thiện. Mới đây, trang phục dạ hội mà Huyền My sẽ diện trong đêm chung kết đã được hé lộ, vẫn tiếp tục là một sản phẩm của nhà thiết kế Anh Thư. Chiếc váy đỏ rực được thiết kế ôm sát, giúp tôn lên ba phòng gợi cảm cũng như làn da trắng ngần của Huyền My. Cách đây ít giờ, chuyên gia sắc đẹp Global Beauty đã đưa ra điểm số đánh giá các thí sinh dựa trên phần thể hiện ở vòng thi áo tắm và trang phục dạ hội trong đêm bán kết. Đặc biệt, số điểm của Global Beauty dành cho Huyền My đặc biệt cao hơn đa số thí sinh khác. Đông đảo người hâm mộ kỳ vọng người đẹp sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc này. Thiết kế với phong cách gợi cảm phối hợp với nhiều lớp lưới bồng bềnh trong suốt giúp cho phô diễn từng đường cong, đặc biệt dáng váy đuôi cá càng tôn vinh hình thể đồng hồ cát tuyệt đẹp của Huyền My. Gam màu ruby và họa tiết đính kết công phu vô cùng nổi bật,